Bà ơi, trong cái hồi bà có được mấy người con bà? Ôi, nó nhiều lắm, giờ kể không có hết. Nhiều là mấy? 8-9 đứa mà nó không có đứa nào tới tôi hết đó chú ơi. Bà nói thật đi, nói... Tại tôi nghèo khổ rồi nó lo, nó nuôi con nó lợi, nó chở tôi sinh, nó không có lợi. Dạ, có đúng không anh? Nói chung là mấy người chị cũng không có nỗi khổ lắm. Dạ. Nhưng mà tại vì dạng giống như là bây giờ mà nay nó sống. Nhưng mà nói mà nay nó sống có nghĩa là không lo cho anh chị em, nhưng mà phải lo cho mẹ chứ. Giờ ở anh không tin, anh hỏi mấy người này có đi nào mà bước chân qua đây thăm không? Dạ. Sát bên đường đây đâu chứ có xa đâu. Ờ, sát bên đường đây thôi hả? Bên cầu thôi đó, chứ không có xa. Ờ, khá không anh? Đủ ăn. Nói chung là cũng có ăn thôi, không đến nổi tiếng. Dạ, không đến nổi tiếng. Nhưng mà nói chung là tháng cho mẹ 500 ngàn thì như người thường thì vẫn được đúng không? Hơn cái giá đó nữa. Thì ý là nếu mình nói cái từ nếu mà mỗi tháng mà cho 500 ngàn thì bỏ ra thì vẫn được đúng không? Nhưng mà điều không có. Vậy á hả? Nhưng mà bà có sao không? 5-6 tháng cũng qua thăm lần chứ. Dự vậy á hả bà? Đi thăm thăm ha, qua tôi cũng mừng lắm. Dạ. Mà không có qua. Chỉ cần thăm không cho bà thôi bà mừng thôi mà cũng có luôn hả? Bà ơi, con chào bà. Dạ. Con có chụp thằng này không? Dạ có. Nó con tôi á. Dạ. Có hai mẹ con à chú ơi. Con nghe cái chị kia chị qua chụp hình là chị vậy? Giới thiệu nói nhờ con giúp giùm cho gia đình của bà đó. Dạ. Dạ, hôm nay con ghé con qua. Dạ. Chứ tôi đâu dám mà nhờ giả gì. Dạ. Mà thấy vậy tội người ta nói. Dạ, cái cô đó ở đâu đây hả bà? Sát bên đây nè anh, giờ mới đi à. Thế cô đó là sao với mình? Ở chồng trọ chung cũng với này, chồng trọ chung. Ở chung vậy chứ không có bà con dòng họ gì hết mà. Dạ. Lắm. Bà thấy hoàn cảnh bình thường ngày qua giúp vậy đó, nghe nói hay mua đồ cho cái chú kia lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Mà cho cái thằng kia ăn nằm đó. Cái người nằm đó là sao với bà? Không có con sao. Nuôi. Nó vô nó không ai ở, không ai cho nó ăn hết, luôn vô ở cái người nuôi cho luôn. Có luôn hả? Dạ ở luôn tới giờ. Ở bao lâu rồi? Mấy chục năm anh ơi. 60 năm rồi đó. Vậy đó hả? Con trò chuyện với bà xíu nha. Ngồi đi. Dạ. Rồi con bà kể thêm cái người đó là tự nhiên về vô ở chứ thôi hả? Con nuôi ngày xưa vậy á, giờ nuôi tới chưa giờ mồ côi không có ai nhìn nhận hết á. Rồi cái thấy vậy tội nghiệp nuôi đó. Dạ. Tính nuôi 1-2 tháng rồi ấy giờ nó ở luôn. Dạ. Rồi bây giờ cũng khổ, cũng ăn cực ăn khổ. Rồi cái chú đó nghe nó không có được bình thường, không được tỉnh táo à? Giờ nó cũng hơi não, nó cũng qua trận mà nhá. Dạ, rồi có đi làm được không bà? Dạ không. Cái chú đó không đi làm được ha. Làm được nó ăn à, nó ăn nó là nó muốn ăn ăn, không ăn thôi chứ biểu nó ăn nó cũng không ăn nữa. Dạ. Cái kỳ cục luôn. Dạ. Con nghe cô nói là bà gần được 90 rồi đó hả? Dạ. Chuẩn bị 90 tuổi rồi đó hả bà? Tuổi dậu đó chú ơi. Tuổi dậu là sinh năm bao nhiêu? 34, 35 gì đó. Dạ. Bây giờ là nhà hai mẹ con vậy thôi hả bà? Nhà hai mẹ con với thằng này thôi. Dạ. Ông mướn đó. Dạ. Mướn, đây là bà mướn nhiêu tiền tháng phòng trò đấy bà? Tháng anh lấy rẻ, anh mướn lâu quá rồi. Dạ. Anh lấy rẻ là như có 850. 850 một tháng. Dạ. Điện nước anh tôi ở gần 20 năm rồi đó. 850 là điện nước chưa? Chưa điện nước là chắc phải hơn 1 triệu. Điều 2. Dạ. Bà nói bà ở đây bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm rồi. Dạ. Bán nhà là lại đây mười mấy năm rồi. Rồi nhà mình hồi đó ở đâu bà? Hồi đang ở đường Sức Trần, trong ngoài đường á. Dạ. Mà có tiền. Nhưng mà sao bán vậy bà? Hồi đó mà ăn, các bác không có tiền ăn, rồi phải bán ăn chứ không lấy gì ăn. Dạ. Bà là Nguyễn Huy Thư đó phải không bà? Không, Dương Thị Chính. À bà là Dương Thị Chính hả? Còn cái té đó là ai á hả? Ba em là Nguyễn Huy Thư. À dạ. Nguyễn Huy Thư chết rồi. Bà là Dương Thị Chính. Dạ. Ông chết rồi, chết dạ. Đâu, mấy năm. Dạ.
Bà cho con hỏi vậy, bây giờ là hai mẹ con ở vậy thì tiền đâu mà sinh hoạt mà trả trò đồ bà? Sáng nay cũng đi mần cái chắc có không ba cái, có khi có khi không chú ơi. Dạ. Mà cũng kệ ăn miếng nước giờ chứ giờ làm sao giờ. Ừ. Rồi anh đi làm gì bà? Anh đi làm gì anh? Làm bảo vệ anh. Dạ. Rồi sao hôm nay anh ở nhà hả? Bữa bị té xong rồi cái ngồi không được. Hôm nay ngồi được bắt đầu hai chân nó sưng ra nó. Dạ. Nó nghỉ. Ừ. Té là té té xe hay là sao? Nằm giọng á. Dạ. Cái ngồi vậy xong nó tự nhiên ngồi không được luôn. Dạ. Bao lâu rồi anh? Hôm nay chắc cũng 1 tháng à. À, bị té 1 tháng rồi. À, trước đó là trước dịch là mình vẫn đi làm bình thường anh ha? Không, trước dịch nghỉ mà mới được đi làm chừng khoảng 2 tuần. Dạ. Là bị thôi nghỉ tới giờ. Dạ, là trước đó là anh đi làm anh lo cho bà. Ừ. Mà bây giờ má bà lận lắm, giờ hỏi lận hồi bà nói mày bà không à. Dạ. Cho em hỏi thăm anh tên gì anh? À, Dương Văn Tân. Anh là Dương Văn Tân. Dạ. Anh Tân năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? À, 51. Dạ. À, cái hỏi cái anh có lập gia đình không? Anh nuôi mẹ từ xưa về đó hả? Dạ. Mình đi làm bảo vệ công ty hay sao anh? Bảo vệ công ty. Dạ. Rồi bị té là tháng này là ở nhà luôn. Dạ. Mấy tháng dịch tới nay là ở nhà luôn. Mới về được đi làm đây mới có 2 tuần rồi nó bị rồi. Dạ. Rồi trong nhà giờ là cơm nước là ai lo, bà lo là anh lo? Thì gán nhắc nhắc lại nấu chứ má không nấu được, má dạ. Bà quên hoài à. Dạ. Không có biết bấm nồi cơm sao hết á. Dạ. Anh nói là bà sinh năm bao nhiêu anh? Trong giấy tờ là sinh năm 37. Dạ. Nhưng mà thật sự ra là tuổi dậu là tới gần 90 rồi, 80 mấy 90 rồi. Dạ. Thì nhìn bà là chắc đoán cũng gần 90 là đúng rồi đó. Bà ơi cho con hỏi bà có được mấy người con bà? Ôi, nó nhiều lắm, giờ kể không có hết. Nhiều là mấy? 8-9 đứa mà nó không có đứa nào tới vui hết chứ ơi. Bà nói thật đi, nói... Tại tôi nghèo khổ rồi nó lo, nó nuôi con nó lợi, nó chở tôi sinh, nó không có lợi. Dạ, khó đúng không anh? Nói chung là mấy người chị cũng không có nỗi khổ lắm. Dạ. Nhưng mà tại vì dạng giống như là... bây giờ mà nay nó sống nhưng mà nói mà nay nó sống có nghĩa là không lo cho anh chị em nhưng mà phải lo cho mẹ chứ. Giờ ở anh không tin, anh hỏi mấy người này có khi nào mà bước chân qua đây thăm không? Yeah. Sát bên đường đây đâu chứ có xa đâu. Sát bên đường đây thôi hả? Bên cầu thôi đó. Chứ không có xa. Mà khá không anh? Đủ ăn. Nói chung là cũng có ăn thôi, không đến nổi thiếu. Dạ, không đến nổi thiếu. Nhưng mà nói chung là tháng cho mẹ 500.000 thì như người thường thì vẫn được đúng không? Hơn cái giá đó nữa thì ý là nếu cuộc mình nói cái từ nếu á, nếu mà một tháng mà cho 500.000 thì bỏ ra thì vẫn được đúng không? Nhưng mà điều không có vậy hả? Nhưng mà bà có sao không? 5-6 tháng cũng qua thăm lần chứ. Dự vậy hả bà? Đi thăm không á, qua tôi cũng mừng lắm. Dạ. Mà không có qua. Chỉ cần thăm không cho bà thôi bà mừng thôi mà cũng có luôn hả? Nó cũng lo con cái. Không, lo, nếu mình nói vậy cũng đúng. Lo thì đi chờ gán ăn thăm bà không được. Mà anh thì nói là bên cầu cách đây tầm 500m bao nhiêu. Có xa xôi gì đâu. Bên cầu mà không có qua. Được tất cả là mấy anh chị em á. Ở bên đó là còn ông anh với bà chị. Nhưng mà giờ bà chị nó nằm chỗ rồi. Dạ. Còn ông anh thì mấy đứa con ông nuôi. Dạ. Mà không có đời nào tới đây hết á. Không, ý là em hỏi là bà là có tất cả mấy người con á anh? 8 hay là 9? Hiện tại bây giờ là bệnh 2 người. Gia đình 1 người, nó 3 người, với Tiền Giang 2 người, nó là 5 người. 5 với anh là 6 hả? Dạ. Rồi còn đâu hết nữa? Thì chỉ còn như đó thôi. Còn mất hay là sao? Mất gì không biết nữa, có như đó thôi. Là tất cả là 6 người. Hiện tại á, giờ tính ra cháu nội ở ngoài cũng nhiều chứ. Dạ đúng rồi. Ừ. Nhưng mà cũng có thăm bà luôn à. Ngày xưa thì còn có chứ còn bây giờ thôi xong rồi. Nhưng mà có cái lý do gì đó chứ, ví dụ bán đất bán nhà mà không cho người đó hay sao đó thì họ mới bỏ hay là vì nói đó. Chung là như vậy, hồi lúc trước á, nhà cũng xích gần ngoài đường á, nó xích kia vô trong hẻm chứ không phải là ngoài mặt tiền. Dạ. Rồi bà chị thứ tư á là người cũng như là dạng giống như là
gia đình nó thường là cái gì cũng là về bà chị thứ tư hết, rồi xong bà chị thứ tư mới lấy chồng, xong rồi cái cũng ai cũng lấy chồng hết rồi thì bà chị thứ tư cũng vẫn còn qua lại ở với gia đình, cũng chăm lo vậy đó. Rồi cái bà cũng làm ăn, bà nói thôi bây giờ đó hả, cho bà mượn nhà để bà cầm, rồi cái cho bà mượn nhà bà cầm xong rồi cái bà chuột không có nổi nữa là mất nhà luôn, là mất nhà rồi. Xong rồi cuối cùng lại là bây giờ đó hả, bà nằm một chỗ đâu có ai mà hả ấy đâu, còn con cái nói tới là thôi không có gì trơn á. Nói chung là mấy tụi nó cũng có tiền nhưng mà không có tiền, nhưng mà đều nói tới cũng như không mà. Rồi thôi bây giờ không lẽ giờ làm gì giờ, xấu hổ thêm nữa. Thì đôi khi mấy anh chị em nói là nhà mà đưa hết cho cái người đó cho nên là cái người đó phải chịu. Mà bây giờ bà đó thì giờ bà nằm một chỗ không làm, múc cơm ăn không được nữa. Rồi con mới lo cho bà. Từ đó tới đi thôi, chạy thôi, giờ bây giờ nó tới đâu thì tới đó. Đó thì phải có cái lý do nào đó mọi người mới bỏ, chứ có tự nhiên tự dưng nó đâu có bỏ đâu. Nhưng mà cái theo em nghĩ cái đó nó cũng không có đáng là cái gì hết á. Cha mẹ em mà hơi đâu mà tính toán từ ly từ tí đó, chứ từ lúc mà hồi lúc trước là nhà cũng có tiền chứ không phải là không có tiền. Cũng hả, năm nào cũng có người này người kia tới á. Lúc mà có tiền á. Còn hả, tới lúc mà về rồi thôi. Một năm rồi là mọi người chưa có ghé thăm không anh? Cỡ gì một năm, mấy chục năm mà chứ đừng nói một năm. Bao nó không có tới, bởi vậy nó mần ăn không được chú ơi. Dạ. Mần ăn nó xua, nó cứ sụp bại hoài. Tại vì nó không có thương cha mẹ, nó không lo mà. Không trời nó bao nhiêu năm rồi mấy người con chưa đến thăm bà? Không có lại thăm. Lâu bỏ mấy chục năm rồi hả? Có tôi qua nó, qua không qua thôi. Dạ, bà qua thì người ta vẫn tiếp đón ha. Mà qua tôi còn mắc cỡ nữa. Qua bởi cái nó mặt nó dầm dầm, nó đóng, nó sợ mình xin. Rồi thôi tôi qua, bây giờ tôi mới qua được. Dạ. Nói chứ ở đây cũng nhờ bà con có quát ở đây cũng thương. Dạ. Có gì cho anh ấy. Với cái bà đẳng nó bà thương tôi lắm. Dạ. Nó lâu lâu quá như hỏi có tiền không? Có 2-3 ngàn có. Cái là nó gai bên đàn là mẹ gì. Cái móc cứu cho 50. Dạ. Bà không có chồng mà bà cũng về. Nhưng mà anh là anh rồi xin được việc lại chứ anh? Bây giờ thì đang làm không được. Tại cái chân nó yếu quá, chưa có đi được, nó còn sưng mà. Dạ. Thành ra chưa có đi được. Nhưng mà cũng phải đi làm. Cái không làm mà. Dạ. Chứ anh khỏe mạnh mà muốn làm thì giờ mà đi xin tiền cũng khó. Bởi vì nhiều khi cái không có tiền, cái bà đi về quê đó, bà về với bà chị thứ hai đó, đâu cho đi lạc. Về ở đi đâu? Về ở đâu anh? Tiền Giang á. Dạ. Rồi cứ đi không biết rồi. Trời về cũng đâu cho được có bao nhiêu đâu, 1-2 triệu là rồi đó. Dạ. Mấy năm trời mới đi một lần mà giờ đâu có cho đi lạc mất. Bà cái chú đó là có biết không bà? Cái chú con nuôi đó có biết không? Có biết. Nó biết con nuôi chứ. À vậy hả? Anh nuôi nó từ hồi 3 tuổi tới giờ nó biết ăn. Dạ. Người này không nói gì chứ nói. Vậy giờ là cứ nằm chỗ vậy đó hả? Nó thằng đó đi tới luôn được. À. Giờ nó ngủ á. Dạ. Thấy nó không có mặn gì mà cho mình ăn hết á. Dạ. Nuôi nó là phải chịu thôi. Lỡ rồi giờ bỏ nó ra. Rồi mình ở trò đây là mấy chục năm rồi đó hả bà hả? Khi mà bán cái nhà sau là mấy đó? 20 năm rồi. Dạ. Mười mấy năm mà không tới 20 đâu. Rồi anh đi làm bảo vệ lương được 7-8 triệu không anh? 5 triệu, 5 triệu rưỡi à. Vậy mà trang trại tiền trò với đủ ăn thôi chứ nhiêu? Dạ đúng rồi. Ừ, sau mình kiếm việc gì mà thu nhập có cao hơn anh? Bảo vệ nó có thấp vậy? Giờ làm gì giờ nó dễ. Với lại có thể về nhà gần được mà ở đây gần trên đây ngay từ Hoàng Quốc Việt á. Mình ra lỡ có chuyện gì thì ở đây ta báo mình chạy về. Thầy về lo cho mẹ á. Thì em nghe cái cô đó chụp hình rồi gửi nói cái hoàn cảnh của bà cụ á. Chị gái chị nói vậy đó, chứ nhiều khi cũng không muốn làm vậy nữa.
thấy nhiều khi hoàn cảnh của người ta còn hơn mình nữa chứ không tới nỗi như vậy, đúng không? Dạ. Mà chỉ thấy mình trong cái hoàn cảnh lúc khó khăn lúc này thôi chứ không phải là... Đúng rồi, thì cái lúc này thôi, nếu mà vượt qua được cái giai đoạn này thì mai mốt anh đi làm, anh lo cho bà đi. Dạ. Dạ. Chứ không có tới nỗi mà phải có nhiều người ta còn hơn mình tới cỡ nào. Dạ. Bà lúc nhiều lúc nghỉ mà con cái mà nó không tới thăm mình cũng buồn đó bà ha. Nó không có tới chứ, cả mấy năm nó không tới. Thì đó, đúng rồi. Rồi nó con nhỏ nó không tới, rồi cái nó cẳng chân nó què hoặc nó đi không được, nó nằm một chỗ à. Dạ. Đó, mình có tới 6 người con cơ mà. Giờ về già sống cô độc mà mình buồn quá. Dạ. Buồn cũng phải chịu chú ơi, chứ mình nghèo đâu có nói tới gì. Phải chi mà mình giàu thì người ta lui tới rồi đó. Nếu phải mình gọi ở xăm không có tiền cho, mặt nó chầm dầm đóng giết rồi không dám đi nữa. Dạ. Dạ, cái căn nhà trọ của bà thì đâu có gì giá trị đâu. Hồi tôi ở đây 40 năm. Nói chung là ở đây là ảnh quen nó sớm, từ tại vì về đây ở là tới mấy chục năm rồi. Dạ. Thành ra anh cũng biết, thành ra anh thương, anh lấy cái giá rẻ đó. Dạ. Chứ đâu có cái giá đó. Ừ, có 850 thôi mà. Sài Gòn bây giờ còn cò 850. Là nói ngay, ổng cũng có gì cũng anh cũng cho anh cái nghèo khổ tự nhiên. Dạ. Bà cái chú đó năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Cái chú con nuôi của bà đó. 60, 61 rồi. Dạ. Là nhận về nuôi. Con chó đó. Nhận về nuôi hả? Ừ. Sao con đông rồi mà cùng nhận nuôi nữa hả bà? Không phải. Nó không ai nuôi nó hết á. Dạ. Bỏ lơ sơ cái người nó lại tôi. Nó ở. Rồi tôi đuổi nó về đó, không có gì à. Rồi nó ở luôn nè. Ừ. Chứ không có đi mặn gì hết á. Nó ở vậy nó ăn, nó đi vậy, nó không có mặn gì hết. Dạ. Mà nó ngờ ngờ áo nó đậm như nó phòng thì như vậy đó chứ. Dạ. Mình thấy mình đuổi nó ra không có chỗ đâu, nó ở thì vậy thôi, miếng ăn chút để cho nó. Dạ. Ừ. Thôi bà ơi, hôm nay con ghé con thăm bà thì con nghe cái gì đó giới thiệu á, cái hoàn cảnh của bà cũng nói chung là tương đối khó khăn trong cái thời điểm mà dịch bệnh này á, thì ảnh không có đi làm được, ảnh mới bị té thì cũng khó khăn, thì con có số tiền 2 triệu đồng của cái chị thì ngân ở công ty Bảo Tín với Bình Dương á, chị gửi mình tặng cho bà để bà có tiền bà trang trải nhá. Dạ. Để con chứa rồi con quay rồi con đưa cho bà đây. À, của cái của chị Ngân ở công ty Bảo Tín với Bình Dương, để con quay cái cho nó rõ rõ nó bà. Cái này là 2 triệu đồng của chị Ngân, công ty Bảo Tín dưới Bình Dương á. Ừ. Dạ, đây à, con đưa cho bà 4 tờ nha bà. Dạ. Đây, 4 tờ là 2 triệu. Cảm ơn chú nha. Dạ, không, nhờ bà. Chú chứ bà, cũng bà, ăn được. Cái này của cái chị Ngân này nè. Cái chị Ngân này, công ty Bảo Tín ở dưới Bình Dương á. Dạ. Dạ. Chị tặng cho bà chứ không phải của con đâu. Ừ. Con mang tới thôi. Dạ, chú cũng có công đi chứ không có lấy gì để tới đây, tôi đâu có. Dạ, thì thôi bà để dành mà đóng trò hay là mua thêm được thức ăn. Dạ, chứ lúc này anh cũng chưa có đi làm được mà. Dạ. Chắc anh nghỉ thêm tháng nữa quá hả anh? Dạ, cái đó. Dạ. Thì anh mai mốt anh khỏe rồi anh đi làm rồi thì có tiền thì khỏi xin nhà hảo tâm. Dạ đúng rồi. Dạ. Không muốn tại vì gái cái kiều thôi chứ. Chứ thấy khổ rồi chứ nhờ vậy thôi. Bởi vậy thôi lần này thôi chứ đừng nói. Dạ. Người ta nhiều rồi còn khổ hơn mình nhiều nữa chứ đâu phải tới đó đâu. Ừ. Nay cũng đỡ rồi, nay đi đứng lại được rồi. Thành dạ. Ra cũng nhận tiền người ta một ngày hả? Dạ đúng. Không muốn nhận nhiều người ta còn khổ hơn mình nữa chứ đâu phải là như vậy đâu. Dạ. Rồi vậy thôi con ghé con thăm bà với anh về thôi thì con xin phép nha. Dạ. Dạ rồi. Chú nha. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Dạ. Miếng đói bận quá chi đo. Dạ. Cho tôi vậy tôi mong ơn chú lắm. Cái này của cái gì đó chứ chị Ngân nhưng mà của con mang tới thôi. Dạ. Dạ. Năm cảm ơn chú Ngân chú đi. Chú nói dùng nói tôi cảm ơn cô đó nha. Dạ. Không rồi. Biết mặt biết mày chứ vậy chú cũng có lòng cho tôi cũng cảm ơn lắm. Rồi bà nói vậy là cái gì đó chị coi được rồi đó. Dạ. Dạ.